Mến chào quý phụ huynh và các con học sinh, các con thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng cô đến với các video chữa bài trong chọn bộ toán lớp 3 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới nhất nhé. Học chuyên sâu, học đâu chắc đấy toán 3. Trong bộ túi này chúng ta sẽ có 8 chuyên đề để ôn tập. Và trong video này chúng ta sẽ cùng đến với chuyên đề chu vi và diện tích các hình. Tiếp theo chúng ta hãy cùng cô chữa các bài tập trong phần bài tập tự luyện của dạng 3, diện tích hình chữ nhật. Bài 1 đề bài như sau. Một khung tranh hình chữ nhật có chiều dài 12 cm và chiều rộng là 8 cm. Hỏi diện tích của khung tranh đó là bao nhiêu cm vuông? Vậy thì chúng ta sẽ đi thực hiện tìm diện tích của khung tranh đó. Ở đây chúng ta đã được biết chiều dài là 12 cm này, chiều rộng là 8 cm. Và cả hai số đo này đều có cùng một đơn vị đo là cm. Như vậy thì cô sẽ thực hiện đi tìm diện tích của khung tranh đó luôn. Lời giải và bài giải cô thực hiện như sau. Diện tích của khung tranh đó là 12 nhân với 8 bằng 96, đơn vị sẽ là cm vuông và đáp số 96 cm vuông. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 2. Một tấm nhựa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8 cm và diện tích bằng 344 cm vuông. Tính chiều dài của tấm nhựa đó. Cô phân tích đề bài như sau này. Ở bài toán này thì chúng ta được cho biết tấm nhựa hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8 cm vuông và biết diện tích của tấm nhựa đó là 344 cm vuông. Vậy thì có diện tích này, có chiều rộng thì chúng ta có đi tìm được chiều dài của tấm nhựa đó không ạ? Cô sẽ lấy diện tích chia cho chiều rộng để tìm ra chiều dài của hình chữ nhật. Phép tính 344 chia 8. Ở đây thì đối với phép tính chia này thì các con hãy thực hiện tính ra nháp và sau đó đối chiếu với đáp án của cô nhé. Phần bài giải cô trình bày như sau. Chiều dài của tấm nhựa đó là 344 chia 8 có kết quả bằng 43, đơn vị sẽ là cm, đáp số 43 cm. Như vậy, chiều dài của tấm nhựa đó chúng ta tìm được bằng 43 cm nhé. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 3. Đề bài như sau, một hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng là 19 cm, chiều dài bằng 12 cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật đó là bao nhiêu cm vuông? Chúng ta cùng phân tích đề bài như sau này. Đề bài cho biết tổng chiều dài và chiều rộng là 19 cm và chiều dài thì là 12 cm. Vậy thì dựa vào đây chúng ta có tìm được độ dài của chiều rộng hình chữ nhật này không ạ? Cô thực hiện phép tính là 19 là tổng của chiều dài cộng với chiều rộng, trừ đi cho chiều dài để tìm ra chiều rộng. 19 trừ 12 bằng 7. Như vậy, chiều rộng của hình chữ nhật này là 7 cm. Sau khi có chiều rộng và có chiều dài, chúng ta thực hiện đi tìm diện tích của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu cm vuông nhé. Phần bài giải cô trình bày như sau này. Chiều rộng của hình chữ nhật đó là 19 trừ 12 bằng 7, đơn vị sẽ là cm. Tiếp theo, diện tích của hình chữ nhật đó là 12 nhân 7, 12 là chiều dài, nhân với 7 là chiều rộng chúng ta vừa tìm được, bằng 84, đơn vị sẽ là cm vuông. Các con lưu ý ở đây, đơn vị diện tích sẽ phải có ký hiệu vuông, số 2 ở phía cuối, đúng chưa ạ? Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 4. Đề bài như sau, một tấm ảnh hình chữ nhật có chiều dài bằng 15 cm và hơn chiều rộng 10 cm. Tính diện tích tấm ảnh đó. Vậy thì để tìm được diện tích của tấm ảnh thì chúng ta cần phải biết được chiều dài và chiều rộng tấm ảnh đó. Theo đề bài thì chiều dài bằng 15 cm, còn chiều rộng thì chúng ta chưa biết. Nhưng đề bài cho biết là chiều dài bằng 15 cm và hơn chiều rộng 10 cm. Vậy để tìm được chiều rộng của hình chữ nhật, cô thực hiện phép tính. Cô sẽ có 15 trừ đi 10. Vì chiều dài hơn chiều rộng 10 cm. Vậy phép tính để tìm ra chiều rộng là 15 trừ 10 và có kết quả bằng 5. Như vậy thì sau khi chúng ta đã tìm được chiều rộng, chúng ta tiến hành đi tìm diện tích của tấm ảnh đó nhé. Phần bài giải cô thực hiện như sau. Chiều rộng của tấm ảnh đó là 15 trừ 10 bằng 5 cm. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm diện tích của tấm ảnh đó. Cô có chiều dài là 15 cm, nhân với chiều rộng là 5 cm và
15 nhân 5 bằng 95, đơn vị sẽ là cm vuông. Và cuối cùng là đáp số 95 cm vuông. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 5. Trong tiết học thủ công, bạn Khuê cắt mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích là 150 cm vuông thành một hình chữ nhật nhỏ hơn có kích thước 6 cm và 4 cm. Tính diện tích phần giấy còn lại. Các con có thể nhìn vào hình ảnh minh họa. Bạn Khuê có một tờ giấy hình chữ nhật có diện tích là 150 cm vuông. Sau đó thì bạn cắt từ tờ giấy đó một hình chữ nhật nhỏ hơn và có kích thước lần lượt là 6 cm và 4 cm. Như vậy thì chúng ta cần phải đi tìm diện tích phần còn lại. Có nghĩa là sau khi đã cắt đi phần này thì phần còn lại sẽ là phần mà chúng ta cần phải đi tìm đấy ạ. Vậy thì để tìm được diện tích phần còn lại, cô sẽ làm như sau. Trước tiên thì cô sẽ cần phải đi tìm diện tích của hình chữ nhật mà bạn Khuê đã cắt ra. Hình chữ nhật nhỏ đấy ạ. Theo đề bài thì có kích thước là 6cm và 4cm. Vậy thì từ đây cô có đi tìm được diện tích của hình chữ nhật nhỏ này không ạ? Sau khi tìm được diện tích của hình chữ nhật nhỏ, cô sẽ lấy diện tích của hình chữ nhật to ban đầu là 150cm vuông trừ đi cho diện tích của hình chữ nhật nhỏ để tìm được diện tích phần còn lại của mảnh giấy nhé. Phần bài giải cô sẽ làm như sau. Diện tích phần giấy bạn Khuê đã cắt là 6 x 4 bằng 24cm vuông. Diện tích phần giấy còn lại, 150 ở đây là diện tích của tờ giấy hình chữ nhật ban đầu, đúng chưa ạ? Trừ đi phần đã cắt là 24cm vuông, chúng ta đã tìm được ở phía trên. Để tìm ra phần còn lại, 150 trừ 24 bằng 126, đơn vị sẽ là cm vuông. Và như vậy thì chúng ta đã tìm được diện tích phần còn lại của tờ giấy đó là 126cm vuông. Chúng ta cùng chuyển sang bài số 6 nhé. Bài 6 đề bài như sau. Một miếng bìa lớn được ghép bởi 6 miếng bìa nhỏ. Các miếng bìa đều có dạng hình chữ nhật, cùng có chiều dài là 15cm và chiều rộng là 8cm. Tính diện tích miếng bìa lớn đó. Chúng ta cùng phân tích đề bài với cô như sau này. Theo đề bài thì chúng ta biết miếng bìa lớn được ghép bởi 6 miếng bìa nhỏ. Mà 6 miếng bìa nhỏ này thì đều có dạng hình chữ nhật và cùng có chiều dài là 15cm và chiều rộng là 8cm. Như vậy, trước tiên chúng ta sẽ cần đi tìm diện tích của một miếng bìa nhỏ. Cô thực hiện phép tính nhân 15 x 8 để tìm ra diện tích của một miếng bìa nhỏ. Sau đó, cô sẽ lấy diện tích của một miếng bìa nhỏ nhân với 6. Vì sao lại nhân với 6? Bởi vì miếng bìa lớn thì được ghép bởi 6 miếng bìa nhỏ. Như vậy thì diện tích của một miếng bìa sẽ được gấp lên 6 lần. Như vậy là chúng ta đã thực hiện tìm được diện tích của miếng bìa lớn. Bài toán này sẽ có hai phép tính. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Và đây là phần trình bày bài giải của cô. Diện tích của một miếng bìa nhỏ là 15 x 8 bằng 120 đơn vị cm vuông. Sau khi đã tìm được diện tích của một tấm bìa nhỏ, cô sẽ nhân với 6 miếng bìa để tìm ra diện tích của miếng bìa lớn được ghép bởi 6 miếng bìa nhỏ này. Diện tích của miếng bìa lớn đó là 120 x 6 bằng 720 đơn vị là cm vuông và đáp số là 720 cm vuông. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 7. Đề bài như sau. Bạn Hoàn có một tờ giấy màu hình chữ nhật với chiều dài là 20cm, chiều rộng là 8cm. Bạn cắt một nửa tờ giấy màu đó để làm bài tập môn thủ công. Tính diện tích phần giấy màu mà bạn Hoàn đã cắt. Ở bài số 7 này, bạn nào mà tinh ý thì các con có thể phát hiện là nó sẽ giống với dạng bài của bài số 5. Cô sẽ phân tích đề bài như sau này. Theo đề bài chúng ta biết tờ giấy màu của bạn Hoàn ban đầu trước khi bạn cắt có dạng hình chữ nhật, có chiều dài là 20cm và chiều rộng là 8cm. Như vậy thì từ đây cô sẽ đi tìm được diện tích của tờ giấy ban đầu bằng cách cô lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Sau đó bạn cắt một nửa tờ giấy màu đó để làm bài tập môn thủ công. Như vậy một nửa ở đây sẽ là 1 phần 2 tờ giấy. Như vậy cô sẽ cần thực hiện đi tìm một diện tích của một nửa tờ giấy này bằng cách cô lấy diện tích của tờ giấy ban đầu chia cho 2. Phần bài giải cô sẽ thực hiện như sau. Trước tiên
Chúng ta sẽ đi tìm diện tích của tờ giấy màu ban đầu. Phép tính 20 x 8 bằng 160 đơn vị cm vuông. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm diện tích phần giấy màu mà bạn Hoàn đã cắt. Cô có phép tính 160 chia 2 có kết quả bằng 80 đơn vị cm vuông. Như vậy, phần diện tích tờ giấy màu mà bạn Hoàn đã cắt có diện tích là 80 cm vuông. Chúng ta cùng chuyển sang bài số 8. Bài 8 đề bài như sau. Bìa cuốn sách cầm tay của chị Mai có hình chữ nhật với chiều dài bằng 8cm và chiều rộng thì bằng 11cm. Phần diện tích chị Mai dùng để ghi thông tin cá nhân trên bìa sổ bằng 1/4 diện tích của bìa sổ. Tính phần diện tích chị Mai dùng để ghi thông tin cá nhân trên bìa sổ. Các con có thể hình dung là một bìa sổ cầm tay hình chữ nhật đúng chưa ạ? Có số đo chiều dài và chiều rộng lần lượt là 8cm và 11cm. Và trên cái bìa sổ đó sẽ có một phần để chúng ta ghi thông tin cá nhân của mình như là tên hay là ngày tháng năm sinh này hoặc là tên của cuốn sổ là gì, đúng chưa ạ? Vậy thì phần ghi thông tin trên bìa sổ có diện tích bằng 1/4 diện tích của bìa sổ. Vậy để tìm được diện tích mà chị Mai dùng để ghi thông tin cá nhân trên bìa sổ đó hay chính xác là diện tích 1/4 của bìa sổ, chúng ta sẽ cần đi tìm diện tích của bìa sổ cầm tay của chị Mai, sau đó chúng ta mới tiến hành tìm diện tích phần mà chị ghi thông tin hay là diện tích 1/4 của bìa sổ đấy ạ. Phần bài giải cô sẽ trình bày như sau. Diện tích bìa cuốn sổ cầm tay của chị Mai là 11 x 8 bằng 88 đơn vị cm vuông. Đây là diện tích của cả bìa sổ. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm diện tích 1/4 của bìa sổ hay là cái phần mà chị Mai dùng để ghi thông tin cá nhân của mình đấy ạ. Lời giải, diện tích chị Mai dùng để ghi thông tin cá nhân trên bìa sổ là 88 chia 4 bằng 22. Vì sao ở đây cô chia 4? Theo đề bài thì cái phần mà chị Mai ghi thông tin bằng 1/4 bìa sổ. Như vậy cô sẽ sử dụng chia 4 để tìm ra một phần. Cũng tương ứng với phần mà chị Mai ghi thông tin ở trên bìa sổ là 22cm vuông. Và cuối cùng là đáp số 22cm vuông nhé. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành chữa các bài tập trong phần bài tập tự luyện này. Ở video tiếp theo cô trò chúng ta sẽ cùng chữa các bài tập trong dạng 4 nhé.